Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 tại Việt Nam nhằm mục tiêu từng bước thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên và năng lượng, tăng cường sử dụng các nguyên vật liệu, năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện môi trường, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải. Nhìn lại giai đoạn 2016-2020 vừa qua, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững, phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, xây dựng và thực hiện lộ trình áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch đạt 60-70%, tỷ lệ các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng đạt 50%, người tiêu dùng và cộng đồng được cung cấp thông tin đầy đủ về các sản phẩm thân thiện với môi trường, có hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững, nâng tỷ trọng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường trong cơ cấu chi tiêu công của chính phủ, hoàn thiện khung pháp lý quy định, hướng dẫn thực hiện mua sắm công xanh, phấn đấu 90% phế liệu nhựa, giấy, dầu thải và sắt thép trong nước được tái chế. Tiêu chí của doanh nghiệp cũng như là trong tiêu chí phát triển doanh nghiệp tính bền vững, xanh sạch đẹp, thì cùng với sự phát triển của đất nước cũng như là của doanh nghiệp thì đơn vị chúng tôi là đi đầu trong vấn đề là một trong những cái việc mà hội nhập và nâng cao chất lượng sản phẩm để với và đưa ra cái thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu và Mỹ, thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến cái lĩnh vực mà kết nối các doanh nghiệp với nhau để tăng cái sự mà phát triển cho công nghiệp làm sao đó xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện môi trường. Luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2023 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023 và sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây là một bước tiến rất là quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như là người dân nói chung. Trong luật thì có rất nhiều những cái điểm mới, ngoài cái việc mà quy định rõ trách nhiệm của người của doanh nghiệp thì ở cái hướng ngược lại, luật cũng quy định rõ trách nhiệm của người tiêu dùng. Đó là người tiêu dùng mà muốn được luật bảo vệ, muốn được là thực hiện cái quyền lợi của mình tốt nhất thì cần phải tuân thủ cái nghĩa vụ về cung cấp thông tin một cách đầy đủ chính xác cho doanh nghiệp, hay là cái việc là phải tuân thủ những luật liên quan, ví dụ như là luật bảo vệ môi trường hay là những cái vấn đề liên quan đến việc tiêu dùng bền vững. Giai đoạn 2021-2030 là giai đoạn Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. Các mô hình thực hành về sản xuất và tiêu dùng bền vững được phổ biến và áp dụng rộng rãi tại cộng đồng và các doanh nghiệp. Cơ bản chuyển đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng hiện tại theo hướng bền vững. Nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn này là xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý và chính sách, thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, xanh hóa hệ thống phân phối và phát triển chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam theo hướng bền vững, thay đổi hành vi tiêu dùng, thực hiện lối sống bền vững, thực hiện giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải. Hợp tác xã chúng tôi là một cái đơn vị sản xuất ra nông sản và rất là ý thức để bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế rác thải nhựa được phát thải ra môi trường và chúng tôi sử dụng những cái bao bì thân thiện với môi trường như là bìa cắt tông để đóng gói sản phẩm, chứ chúng tôi không dùng bao bì nhựa. Và trong cái quá trình bán hàng hóa của mình cho khách hàng thì chúng tôi sử dụng những bao bì từ tái chế, những sản phẩm thân thiện môi trường và túi bóng thì hoàn toàn tuyệt đối không được sử dụng trong quá trình bán hàng của chúng tôi. Và trong cái vì là cái chúng tôi kinh doanh tại chợ Hạ Long 1, bà con tiểu thương trong chợ mỗi ngày người ta thải ra rất nhiều những cái bao bì và chúng tôi tái chế nó, chúng tôi thu gom nó. Trong giai đoạn 2016-2020, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2030 này, Bộ Công Thương đã xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm triển khai chương trình hành động quốc gia thông qua việc hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia, xây dựng các định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất, các mô hình và hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất và tiêu dùng bền vững, xây dựng và hướng dẫn các mô hình kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và nâng cao năng lực về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Bộ Công Thương tôi đã thực hiện các cái hoạt động là thúc đẩy chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong cái phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Thế thì chúng tôi tập trung vào các cái hợp phần của chương trình, xây dựng và hoàn thiện các cái tiêu chuẩn, tiêu chí cũng như là
các cái quy chuẩn về sản xuất và về tiêu dùng bền vững, về cái các cái mô hình kinh tế tuần hoàn ở trong cái lĩnh vực sản xuất của Bộ Công Thương. Chúng tôi tập trung về hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp để xây dựng và áp dụng các cái mô hình sản xuất xanh và sản xuất và tiêu dùng bền vững, để giúp cho cái nâng cao được cái hiệu quả của cả cái chuỗi cung ứng sản phẩm. Sản xuất và tiêu dùng bền vững hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng của các quốc gia, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt. Tại Việt Nam, kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, chuyển dịch năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và nâng cao hiệu quả của chương trình quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững SCP được coi là những trụ cột quan trọng mà Bộ Công Thương và các bộ ngành khác tại Việt Nam đang triển khai nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu net zero vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26 và được khẳng định tại COP27.